Ngay bây giờ, người chơi sẽ bắt đầu bỏ phiếu trái tim. 제 선택에 대해서 계속 고민했던 것 같아. Belief was broken. Em thật sự là hối hận. Không chọn Kiên, chọn anh thì mọi thứ nó sẽ what would happen now? Things would be so different. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ có thử thách cho các cặp đôi. Đúng rồi! Mình phải thắng game này. Giữ chặt tay rồi, giữ chặt tay! Ui! Let's go, King! So fast, so furious! Oh my god! Thế thì con này giúp con tăng hình sự. It's okay! Yes! Oh my god!